Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc, người đàn ông cầm dao xông vào nhà hàng xóm đe dọa tại trung cư The Lai, Trung Văn, Hà Nội đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía dư luận. Mới đây, theo đại diện ban quản lý cho biết, người đàn ông vô cớ xông vào nhà hàng xóm tấn công bằng dao vẫn xuất hiện dưới sân chơi trung cư khiến nhiều người hoang mang. Cụ thể, vào ngày 23 tháng 7, mạng xã hội xuất hiện thông tin và clip ghi lại hình ảnh người đàn ông ở trong căn hộ trung cư cùng 4-5 cháu bé ăn sáng. Bất ngờ có một người đàn ông cởi trần đi tới cửa khi thấy chủ căn hộ ở cửa người này cầm dao lao vào tấn công trực diện may mắn nạn nhân tránh được và dùng chiếc ghế gỗ để chống cự và sau đó đóng cửa lại hình ảnh về vụ việc trên sau đó được đăng tải lên mạng xã hội và nhận được nhiều sự quan tâm chú ý từ phía dư luận ngay sau khi vụ việc xảy ra nạn nhân đã trình báo với công an phường trung văn theo đó cơ quan chức năng đã nhanh chóng cử cán bộ xuống hiện trường làm việc theo điều tra ban đầu cơ quan công an cho biết nạn nhân là anh hql chủ căn hộ tại tầng 6 tòa B, trung cư The Line. Còn đối tượng là ông NXH, sinh năm 1966, hàng xóm của anh HQL, sống cùng tầng với nạn nhân. Theo đại diện trưởng ban quản lý tòa nhà, tại tầng 6 tòa B, trung cư The Line, nơi xảy ra sự việc có 8 căn hộ, trong đó có 4 căn sử dụng vào các mục đích khác, còn lại 4 căn hộ gia đình sinh sống ổn định. Trong số này, căn hộ của ông NXH do người em gái đứng tên. Ông Hát sống tại đây một mình, không có vợ con, cơm nước cũng do người thân hàng ngày đưa đến. Từng có lần hàng xóm phản ánh, ông Hát chửi bới, đe dọa tổ dân phố đã trực tiếp lên làm việc. Ông NMP, một cư dân sinh sống cùng tầng cho hay, gia đình ông chuyển đến đây từ 2 năm trước, ông từng nhiều lần chứng kiến ông Hát có biểu hiện bất thường, đe dọa, chửi bới hàng xóm. Có lần chính ông P cũng suýt trở thành nạn nhân. Là một trong những người chứng kiến sự việc diễn ra, ông P chia sẻ, tôi không nhớ chính xác ngày tháng, nhưng hôm đó đang ở nhà với các cháu nhỏ, Bất ngờ ông hát cầm gậy xông thẳng và đập, chửi bới tôi. Rất may không gây tổn thương. Lập tức tôi xuống tầng 1 báo cho an ninh lên can thiệp. Vì tình làng nghĩa xóm nên tôi cũng thông cảm cho qua. Ông này có biểu hiện không bình thường. Cứ gia đình nào có khách hoặc có tiếng trẻ con là ông hát lại cầm gậy la hét, chửi bới, dọa đánh. Theo ông P, gia đình ông cũng như các gia đình bên cạnh hiện tại rất hoang mang, không dám mở cửa, không cho các cháu nhỏ đi ra ngoài. Mỗi lần đi xuống cầu thang hoặc từ tầng 1 đi lên gặp ông Hát là không ai dám đi cùng. Vì sợ nguy hiểm nên mọi người trong chung cư cũng đã phản ánh nhiều lần với ban quản lý tòa nhà. Đại diện ban quản lý cho biết, sau khi nhận được phản ánh, đại diện tổ dân phố đã lên gặp ông Hát để hòa giải. Lúc này có cả người thân của ông Hát. Vị đại diện này cho hay, tại buổi làm việc ông Hát có biểu hiện không bình thường, luôn nói nhảm, khi có tiếng trẻ em nô đùa, ông này nghĩ mình bị mọi người xung quanh dọa lấy mạng. Tuy nhiên, người thân của ông Hát vẫn khẳng định ông này không có bệnh. Theo nhận định của chúng tôi, ông Hát không chịu được tiếng ồn, tòa nhà có khu giếng trời nên có thể sẽ khó tránh tạp âm. Trước đó, Ban Quản lý nhà trung cư CT2, khu đô thị Trung Văn, trung cư The Lai, cũng cho biết đã có đơn tố giác tội phạm gửi công an quận Nam Từ Liêm. Công an phường Trung Văn đề nghị bắt khẩn cấp người có hành vi sát hại người nhưng không thành. Đại diện quản lý tòa nhà cho hay, hiện đơn vị phân công một bảo vệ tại khu vực xảy ra vụ việc để đảm bảo an ninh. Trước mắt để đảm bảo giữ gìn an ninh, đảm bảo an toàn cho cư dân, chúng tôi cắt cử bảo vệ có đủ tố chất, trang bị công cụ hỗ trợ được pháp luật cho phép, bảo vệ 24 trên 24 nếu có bất thường phải can thiệp. Chia sẻ lý do chưa bắt giữ đối tượng, đại diện lãnh đạo công an phường Trung Văn cho biết, đơn vị đã tiếp nhận vụ việc và đang thiết lập hồ sơ báo cáo, xin ý kiến công an quận để xử lý trường hợp nêu trên. Theo vị đại diện công an phường Trung Văn chia sẻ, theo quy định của pháp luật thì chưa có căn cứ để giữ người trong trường hợp này. Công an đang thu thập tài liệu, hồ sơ sức khỏe tâm thần và trao đổi với gia đình người đàn ông này để có biện pháp quản lý, tránh gây ra hậu quả sau này. Có thể thấy, hành vi tấn công của ông NXH đã gây nguy hiểm và hoang mang cho người dân sống tại trung cư này. Nếu không nhanh chóng xử lý triệt để, thì không biết sẽ có những nguy hiểm nào xảy ra. Đây cũng không phải là lần đầu mà ông Hát có biểu hiện như vậy. Liệu rằng đối tượng gây nguy hiểm cho mọi người này sẽ bị xử lý như thế nào? Những thông tin mới nhất của vụ việc sẽ luôn được chúng tôi cập nhật trong các video sau.